trận đấu tiếp theo vâng. Vâng, hai nòi đang làm ngang ngửa với nhau. Vâng, trận đấu là rất là sẽ. Có một đáp án rất là hồi hộp này. Anh chơi anh vào nó phải, anh vào đi ăn. Anh ngửa cắn lại. Đấy, anh ngửa đi ăn, anh ngửa đi ăn. Mày đang đang nằm ở phía dưới cho mày vàng. Vâng, có vẻ hai anh đã mệt. Thì đó xin tạm dừng tại đây.